mình sẽ quay, mình sẽ leo top index. Do đại dương thì mình đã comeback quay trở lại sau một khoảng thời gian rất là dài. Mà không, ok, có dài dòng nói chúng ta sẽ vào luôn chủ đề chính nha bạn. Ok, thì nói chung là chả có một cái gì, chúng ta đi luôn em đẹp nha. Ok, thì mình có kể một cái chuyện mà mình có, các bạn biết không, Le Cabun hiện tại thì mình tưởng là nó sẽ tăng giá khá là cao, nhưng không, nó lại giảm giá khá là kinh. Đây mình không hiểu tại sao luôn. Để coi, exit là nó hơn 1 triệu con, và mình không nghĩ là tại sao nó có thể nhiều đến cỡ vậy, không ngờ luôn ý. Và thì mình đã học được một skill á các bạn, đấy chính là mình chạy unit. Thì nếu mà các bạn không hiểu chạy unit là cái gì thì mình sẽ, tí mình sẽ nói sao về cái việc chạy unit nha. Mình sẽ nói luôn là chạy unit là kiểu như là, ví dụ nó có một con Sitoon, ví dụ là nó là boss nha bạn, thì nó máu nó khá là trâu, thì các bạn phải dùng một cái con gì đó để stun, để cho nó stun, để các bạn có thể câu thêm thời gian nữa. Vì thế nên là các bạn nên dùng nét trong bụng, nhưng mà các bạn bán như là say á, để các bạn trừ lại một slot ở một con cho mình, tại vì nó sẽ giúp cho các bạn á, kiểu nó sẽ câu thêm thời gian đó các bạn, để nó ở đây có thể muốn kiếp, không hiểu nói sao. Không hiểu nội đang nói cái gì nữa. Cứu là các bạn á, các bạn thử đi. Thì có một thì kiểu như là bạn câu thêm thời gian để cho nó mất máu các bạn, cho nó mất máu. Thế nên là việc đó nó khá là quan trọng, thế nên là các bạn cứ làm cho mình tí các bạn sẽ biết chạy unit là cái gì. Tại chạy unit nó thì các bạn cũng thấy chạy unit khá là dễ hiểu, thế nên là tí mình sẽ chạy unit thì ban đầu thì mình không hiểu cho lắm đâu, nhưng mà sau khi mà mình được khi mình coi ví dụ là mình á, thì mình đã thử tập luyện cái skill đó nhưng thành công thật, có thì mình khá là vui, happy, tu. Chinchana. Thằng bom I know what nó băng kè gài bóng dư thơ một mình đi cho nó. Cái chỗ này nó cũng nguy, chỗ này có nguy hiểm không ta? Chỗ này không có nguy hiểm. Chỗ này không có nguy hiểm. Dạo này thì do mình khá là lười, chẳng biết tại sao mình lười đó, nếu hiểu kiểu như là không có động lực để làm, kiểu nó nhàm chán. Như vậy đừng có bảo mình lười. Không phải do mình quá lười. Hay là mình quá chán việc làm YouTube.
Mà là vô do kiểu mình cạn idea, cạn ý tưởng, nên là nhiều khi cũng hay bị rơi vào interrupted. Interrupted cái gì đấy. Cũng có cái đi bà ơi, cái mấy người tôi con toilet sống tính này. Các bạn ơi, đừng có bao giờ nhắc đến nó. Chẳng có bao giờ quan tâm đến. Giờ đây là boss thì tôi mới đặt lên 9.000 like chứ. Đỡ mi like qua chứ. Trời ơi, tôi phải dùng. Đang muốn tiết kiệm tiền mà bro này bắt tôi vô. Nên là chân bom, I don't want no bất kỳ ai bóp
đánh bại được Frost Skeleton. Go.
cái gì nào? Nào, cái gì trời? Nào, công thức của ta đây. Quay cái gì vậy? Kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Trời ơi, trời công thức nào? Người ta làm nãy giờ hơn 23 phút mà quay kiểu gì cơ? Nào, đừng, đừng mà. Kêu cái gì vậy nào? Khá là cay, cay mình rất là cay luôn á các bạn. Cay nãy giờ 23 phút rồi mà bây giờ đổi lại nhận được cái nịp à, rất là cay nha các bạn, rất là cay luôn. Nó cay đến mức mà bằng vô hạn, vô hạn trọng lực á. Rất là cay luôn á các bạn. Hồi nãy giờ chưa thấy động tĩnh, thế nên là mình đã thắng quyết rằng nó đã chết. Bye.